Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, trên bàn của mình ngày hôm nay đó là một chiếc Dell Latitude. Mình xách tay trực tiếp tại thị trường hơi mới lạ các bạn ạ, thị trường Ả Rập. Thực tế đây là thương hiệu máy Mỹ được sản xuất tại Trung Quốc nhưng nó xuất cho thị trường Ả Rập. Và con này may mắn mình mang được về. Đó là chiếc Dell Latitude 5520. Nếu mà nghe từ Latitude 5520, nếu mà giới trong nghề ấy, mà anh em không để ý, ô, cái máy này máy cổ cơ mà, sản xuất từ năm 2011. Thì thưa các bạn, đây là model hoàn toàn mới nhá, được trang bị chip thế hệ thứ 11 luôn. Màn của nó lên đến 100% RGB và trang bị rất nhiều cấu hình phần cứng tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc Dell Latitude 5520. Mời quý vị các bạn đón xem nhé. Các bạn ơi, nếu như các dòng Dell Latitude ngày xưa thì chúng ta sẽ có màu đen truyền thống, nhưng bây giờ Dell đã thay đổi. Các bạn thì thấy là cái màu ghi xám rất là đẹp. Trọng lượng của chiếc máy đó là 1,59 kg các bạn. Để làm như thế này thì Dell đã trang bị vỏ của máy bằng hợp kim nhôm Mazue để cấu tạo được chiếc máy vô cùng chắc chắn và vẫn là một cái lớp cao su quen thuộc chống bám vân tay ở bên trên. Sờ vào sướng lắm các bạn ạ. Logo được mạ chrome được giữa như này. Đây các bạn thấy là bản lề cũng là một trục như này. Và đặc biệt đằng sau còn có cả một khe cắm SIM cho mọi người nhé. Có nghĩa là các bạn có thể cắm dùng mạng 4G hay 5G. Đấy, chỉ cần cắm SIM vào rồi. Với một điều kiện là bên trong máy nó phải tích hợp RAM thì các bạn mới sử dụng SIM. Bản lề kiểu dạng liên trục này. Dell Latitude đạt được tiêu chuẩn quân sự STD-80G, tiêu chuẩn độ bền quân đội, nên các bạn dùng cực kỳ yên tâm luôn. Đấy, các bạn thấy nó mở máy cũng rất là sướng này. Các bạn có thể nhìn thấy là dòng máy này thì nó không thiên vào kiểu mỏng manh, mà cái máy các bạn thấy là thiết kế khá dày, chắc chắn luôn. Đấy. Cổng LAN vẫn còn này, cổng HDMI vẫn còn luôn. Đó, hai cổng USB, cổng phone, cổng mic và đầu độc thẻ SD này. Cổng này thì kết nối ra băng thông bên ngoài các bạn, các tín hiệu âm thanh và hình ảnh nhá. Cổng LAN sẽ giúp các bạn sử dụng trong mạng nội bộ cực kỳ an toàn luôn và nó nhanh, ổn định. Đây là lỗ khóa của máy nhá. Đằng trước các bạn thấy này. Đây là cái đèn tín hiệu của máy đang sử dụng này, đây là cái G này. Ấy chà, máy sẽ trang bị hai cổng Thunderbolt 4 luôn các bạn ạ. Các bạn sẽ thấy là ký hiệu cái cắm sạc, các bạn sẽ cắm cổng này. Thì thường như thế, nhưng mà với cổng Thunderbolt thì các bạn có thể cắm song song cả hai cổng. Nó đều có thể sạc được luôn. Và cái tản nhiệt thì nó đưa ở bên trái như này. Thực ra cái tản nhiệt đưa bên trái thì nó sẽ hơi khổ một chút nữa. Mùa hè ấy, nó phả hơi nóng như này thì các bạn khá là khó chịu đấy các bạn ạ. Mình chỉ thích những chiếc máy nó thiết kế đằng sau thôi. Mình rất là thích kiểu như thế. Đây, cái lắp bên dưới này. Các bạn nhìn thấy rõ chưa, Dell Latitude 5520. Đây, mình quay ngược lại các bạn nhìn này. Đó. À, con này các bạn sẽ thấy nó thiết kế nó cũng có hút không khí bên đây nè. Tí nữa mình sẽ tháo ra xem đây là hút không khí thổi ra đây hay ở đây nhá. Thì mình chỉ luôn cho mọi người. Hai hốc loa này. Bây giờ thì mình sẽ mở nội tạng bên trong chiếc máy để khám phá khả năng nâng cấp cũng như thiết kế của máy ra sao nhá. Mình sẽ chỉ luôn cho mọi người. Các bạn ơi, Dell họ thiết kế chiếc máy cực kỳ đơn giản mà các bạn mở máy ra nó cũng rất đơn giản. Kể cả những chiếc ốc này, nó đều có cá. Đây, các bạn thấy là nó gắn luôn ở trên mà nó không rơi ra. Cái lắp nó bằng hợp kim nhôm Mazue, nó rất là nhẹ và chắc chắn luôn. Cái chất liệu này sản xuất trên vỏ máy bay rất là nhiều các bạn nhé, tàu vũ trụ, mỗi tội là vỏ nó đắt thôi. Pin bên trong máy các bạn sẽ nhìn thấy là 63 Wh và chắc chắn là có phiên bản là pin dung lượng lớn hơn bởi vì đây nó sẽ thừa này. Nhưng mà Dell họ làm như này để chắc này, chỗ này thừa trống luôn này. Còn nếu mà dài ở đây thì pin nó sẽ lên khoảng 86 thì nó đắt hơn. Hai slot cắm RAM, các bạn có thể mở rộng tối đa chiếc máy này 64GB RAM luôn. 64GB RAM, mỗi quả RAM cắm tối đa là 32GB. Bus RAM của nó là DDR4 nhá. Một quả tản nhiệt này, các bạn sẽ nhìn thấy phần ống đồng này. Với phiên bản của 5520 nó có cả phiên bản có Vega rơi. Các bạn sẽ thấy nó để chờ chip ở đây này. Nhưng mà chỉ có hãng họ mới lâng được nhá, chứ còn mình không thể tự lâng được vào đây. Đây là Wi-Fi. Đây là khe cắm quang này các bạn ơi. Phải cắm cái này vào thì các bạn mới dùng được mạng 4G nhá. Đây này các bạn này. Đó. Đây là ổ cứng này. PCIe và cái chuẩn này là 2240, nó rất là ngắn này. Đây là thêm một khe cắm ổ cứng nữa, là chiếc máy sẽ cắm được hai ổ cứng tối đa là 4TB chiếc máy này. Hai cái loa trường của máy này. Tóm tắt lại thì máy sẽ nâng cấp tối đa RAM là 64GB RAM, ổ cứng nâng cấp tối đa là 4TB. Và nếu như trong trường hợp mà các bạn không cắm RAM thì các bạn vẫn có thể cắm thêm một cái chuẩn ổ cứng ngắn như này, cắm vào đây nó sẽ vẫn nhận dung lượng tối đa là 2TB, nữa là 6T nhá. Nhưng khi cắm vào đây thì các bạn sẽ không được dùng được RAM nữa. Chú ý cho mình. Đây là cái dây anten này. Bây giờ thì mình sẽ lắp vào để test chiếc máy này nhá. Mời quý vị các bạn đón xem. Các bạn sẽ nhìn thấy cái led thiết kế của những chiếc Dell Latitude ấy, nó cực kỳ đơn giản mà nó chắc chắn, mà kiểu như mà nó đơn giản mà nhìn nó vẫn rất là sang chiếc máy này. Mặc dù những cái phần viền này nó vẫn sản xuất bằng nhựa các bạn ạ. Đây, nó chống bám vân tay nó rất là tốt. Và các bạn nhìn thấy là cái điều đặc biệt đến chiếc máy này, nó sẽ có ký hiệu Ả Rập. Này.
Đây là ký hiệu thị trường thôi, còn thực tế thì cái bàn phím nó vẫn là phím sử dụng như tiếng Anh bình thường. Các bạn sẽ nhìn thấy nó song ngữ này, có led phím màu trắng. Và hành trình bàn phím dòng này thì các bạn sẽ thấy là bấm rất sướng. Toàn bộ khung đều bằng Magie, hợp kim nhôm Magie. À, đây là phím bật nguồn nhá. Nhưng tí mình kiểm tra xem có vân tay bên trên hay không. Con này thì khả năng không có vân tay. À, con chuột của này, chuột thì mình cảm giác như làm hơi nhỏ. Bởi vì nó cái khoảng này nó làm thừa rất là nhiều. Thông thường những dòng máy đời mới bây giờ họ làm con chuột rất là lớn, cảm ứng đa điểm chúng ta dùng nó sẽ rất là sướng. Các bạn ơi, mình đang test ổ cứng cho máy này. Các bạn thấy là tốc độ đọc ổ cứng nó khoảng xấp xỉ 2.4GB và tốc độ ghi khoảng xấp xỉ 1.5GB. Thực ra thì cái ổ cứng như này nó hoàn toàn bình thường rồi các bạn nhé. Và các bạn sẽ thấy là những dòng máy đời mới bây giờ là đều được trang bị Windows 11 nhé. Đây các bạn sẽ thấy là Bluetooth được trang bị trên máy là Bluetooth 5.2. Đây là Bluetooth nhanh và mạnh nhất hiện nay các bạn ạ, mới nhất luôn. Camera này. Và các bạn sẽ nhìn vào đây thì chiếc máy này sẽ thiếu đi tính năng là bảo mật vân tay. Và kể cả cam của nó thì chỉ là có cái cam bảo mật cho người dùng doanh nghiệp thôi chứ không có IR. Con này hơi đáng tiếc một chút, đó là tính năng bảo mật thì thiếu đi hai cái, đó là cam IR và bảo mật vân tay. Đây ổ cứng của máy này. Nó sử dụng ổ cứng LVMe Kia Seo, cái ổ cứng này của Nhật sản xuất các bạn nhé. Vega được trang bị trên máy là Iris XE Graphics. Đây là Vega On các bạn ạ, không phải Vega rời. Wi-Fi cũng đã được nâng cấp là Wi-Fi 6. Đây các bạn sẽ thấy là xung chip của em này rất là cao. i7-1165G7 2.8 nhá. Đây là thế hệ chip tích điện mới nhất của Intel. Bây giờ tớ sẽ thử cái khả năng tản nhiệt của chiếc máy này. Các bạn sẽ hỏi là thông thường test phần mềm tản nhiệt thì test là cái gì? Mình test là full max đây này. Vâng, thưa các bạn thấy là tản nhiệt của dòng Latitude này rất là tốt đúng không? Thực ra là các dòng thế hệ chip G hay thế hệ chip U thì nó cũng không sinh quá nhiều nhiệt và với phiên bản này không có trang bị Vega rời nên nhiệt độ của nó cũng khá ổn định. Nó chỉ ở mức dưới 70 độ C và chúng ta vẫn có thể làm tác vụ 3D. FPS của chiếc máy cũng được khoảng 28. Các bạn ơi, hơi nóng nó thổi ở đây các bạn nhé, nó không phải thổi sau. Đây, mình cho tay vào đây thì cái nhiệt độ phần tay nó sẽ hơi ấm. Nếu mà mùa đông thì ok, mùa hè mà các bạn để thì tay này khá khó chịu các bạn ạ. Máy có hỗ trợ camera, sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học tập và làm việc online. Camera của máy cũng chỉ dừng lại ở độ phân giải là 720p thôi. Chưa được Full HD con này các bạn ạ. Vâng, thưa các bạn, thì với dòng CPU này nó cũng chỉ có 4 loại 8 luồng các bạn ạ. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó. Và bên dưới thì Iris XE Graphics này. Với điểm số của em i7 này thì nó cũng không quá ấn tượng, nó chỉ khoảng hơn 6, gần 700 thôi. Thực tế thì có những máy mình test nó có lên khoảng hơn 800 cũng có. Còn với cái Iris XE này nó sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa tốt hơn. Nó có thể tương tự như một Vega rời là NVIDIA GeForce mới, chẳng hạn như là 350 dung lượng 2GB. Các bạn sẽ hỏi là chiếc máy này phù hợp với ai? Thưa các bạn, với các bạn làm kinh doanh này, rất là phù hợp luôn bởi bàn phím full size như này, bấm rất sướng này, các bạn kế toán này, học công nghệ thông tin hay đơn giản là các bạn chỉ làm các tác vụ văn phòng thôi. Với một chiếc màn lớn 15,6 inch thì chúng ta cũng dùng rất là sướng. Và đặc biệt là các bạn dùng trong lĩnh vực lập trình thì đây là một chiếc máy cực kỳ ok. Chất lượng đồ bền rất là tốt và các cổng kết nối bên ngoài hoàn toàn đầy đủ. Còn đối với các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp và chơi những tựa game chuyên nghiệp thì thưa các bạn là chiếc máy này không phù hợp, mặc dù giá bán của nó cực kỳ đắt. Hiện nay tại thời điểm thị trường này thì chiếc máy này có giá bán dưới 30 triệu đồng, không hề rẻ một chút nào các bạn ạ. Nhưng bù lại thì các bạn sẽ nhận được một chiếc máy có hiệu năng tốt và đặc biệt là độ bền cực kỳ cao, thiết kế đẹp. Đây các bạn sẽ thấy FPS cũng kéo lên là 73.90. Cái màn hình này các bạn có thể nhìn thấy là nếu mà nhìn vào mắt thường thì tớ đã thấy đây là một chiếc màn hình rất đẹp với độ phân giải Full HD, tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% sRGB, 64% Adobe RGB, độ sáng 300 nit và âm thanh của chiếc máy nó rất là tuyệt vời. Bây giờ mình test luôn này. Với những chiếc máy được trang bị loa trường hay loa rất là to. Đây các bạn bấm ML bấm loa lên này. Các bạn có thể nghe thấy là loa rất là to đúng không? Và với màn hình IPS thì góc nhìn của nó cũng rất rộng. Bên trên màn hình nó có trắng chống lóa nên các bạn có thể làm việc liên tục lâu mà không sợ bị hại mắt nhé. Đây, góc chéo các bạn vẫn nhìn rất rõ. Và loa của nó thì các bạn có thể nghe thấy là rất là to. Đây, mời các bạn trải nghiệm nghe loa một lần nữa này. Hai cái loa một cái này nhé.
Vâng, thưa các bạn, các bạn có thể thấy là với tỷ lệ bao phủ màu cao, độ sáng tốt và âm thanh của nó rất là tốt, giúp các bạn xem phim, giải trí, nghe nhạc và thiết kế design trên chiếc máy này cũng cực kỳ chuẩn nhá. Các bạn ơi, mình đang test tự game Tomb Raider các bạn ạ. Được cái là chiếc máy này loa của nó phải cực kỳ to. Với chất lượng màn hình tốt nên hiển thị game rất đẹp. Mặc dù đây là tựa game rất nặng mà chỉ có những chiếc máy được trang bị Vega rời mới chơi được, nhưng bắt đầu đến dòng Cebu thế hệ thứ 11 Tiger Lake thì đã cải thiện tốt hơn. Với Edit XE, các bạn có thể chơi một tựa game nặng như này. Nhưng mức FPS thì chơi cũng không quá lý tưởng, nó chỉ khoảng từ 40 đến 60 thôi. Nhiệt độ chơi game ở mức khoảng trên 60 độ C, khá ổn định. Các bạn đam mê game thì các bạn vẫn có thể cài những tựa game tầm trung như này để các bạn có thể vui chơi giải trí những lúc rảnh nhá. Tản nhiệt như này cứ thoải mái mà chơi, không vấn đề gì cả. Vâng, thưa các bạn, là sau khi mình trải nghiệm chiếc Dell Latitude 5520, tớ sẽ nhận xét như này. Đây là một trong những chiếc máy chắc chắn dành cho các bạn làm công việc đồ họa tầm trung. Máy có chất lượng màn hình tốt này, chất lượng bàn phím tốt này, chất lượng loa tốt này, các cổng kết nối bên ngoài đầy đủ này, và thêm khả năng nâng cấp cũng vô cùng ok. Nhược điểm của chiếc máy các bạn thấy là thiếu đi các tính năng về bảo mật như là bảo mật vân tay và bảo mật camera. Nhưng mà các bạn có thể đặt mật khẩu Windows 11 cũng ok, đây là điểm trừ của máy nhé. Ngoài ra thì máy không có Vega rời nên chống chỉ định cho các bạn chơi game và làm đồ họa chuyên nghiệp. Chiếc máy này rất phù hợp cho các bạn học công nghệ thông tin này, kế toán này, marketing này, lập trình, cũng như những ứng dụng về đồ họa như Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video đơn giản trên chiếc máy này hoàn toàn ok ngon lành. Còn với phân khúc giá thì các cửa hàng họ bán hàng mới thì nó khoảng tầm 30 triệu và mình xách tay những chiếc máy này về. Hình thức của nó lên đến 99%, mình sẽ bán cho các bạn ở phân khúc giá là 25.500.000 cho siêu phẩm này nhá. Máy được trang bị kết nối các bạn thấy là như là Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 và pin có thể duy trì dùng 6 đến 8 tiếng cho chế độ người dùng văn phòng. Và trong lượng máy không quá nặng, các bạn có thể di chuyển đi lại bất cứ đâu với chiếc máy này. Chế độ bảo hành của cửa hàng mình là 12 tháng cho phần cứng và trọn đời cho phần mềm chiếc máy này nhá. Các bạn có nhu cầu có thể qua cửa hàng để trải nghiệm sản phẩm. Vâng, thưa các bạn, chương trình trên tay và trải nghiệm sản phẩm dòng Dell Latitude 5520 của mình xin đến các bạn ạ. Có những dòng sản phẩm mới mình mang đây tư vấn và mổ xẻ cho mọi người như thế này. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách là đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật các dòng sản phẩm laptop mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.